Dạ thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư, cho con được hỏi có bài kinh nào Đức Phật dạy về mức độ trách nhiệm thế nào là đủ mà một người cần có trong công việc mưu sinh hàng ngày không ạ? Đọc lại giùm cho em. Dạ tại vì người này nói là nếu cái câu hỏi dài con xin bị Dạ con. không, cũng có đọc trở lại như cũ, đọc như thế. Dạ vâng. À, sư cho con được hỏi có bài kinh nào Đức Phật dạy mức độ trách nhiệm thế nào là đủ mà một người cần có trong công việc mưu sinh không ạ? Ok, tôi nhờ đọc cái chữ trách nhiệm, tôi nghe là chữ chánh niệm. Ok, ở trong Tường Bộ thì Đức Phật này có dạy rằng đó là một người cư sĩ tài sản nên chia thành bốn phần, đó là cho vay nợ, cho trả nợ cũ, cho vay nợ mới, liện hố sâu và chôn để dành. Có nhớ cái này không ta? Trả nợ cũ có nghĩa là ơn cha nghĩa mẹ, không, người có ơn với mình thì mình trả cho họ, mình lo cho họ, đó gọi là trả nợ cũ. Cho vay nợ mới nghĩa là mình nuôi vợ nuôi con rồi bạn bè thân hữu, không, cho làm xóm làng giềng, đó gọi là cho vay nợ mới. Cái thứ ba là tiền bỏ hố sâu, nghĩa là phần 1/4 đó mình xài cho riêng mình, rồi 1/4 còn lại đó là đem chôn để dành, nghĩa là làm phước bố thí, không, cúng dường cho người hơn mình, bằng mình và thua mình, không, rồi. Thì khi mà Ngài nói cái tài sản người cư sĩ chia thành bốn vậy thì tự mình hiểu, mình cho mình trả nợ cũ, mình trả như vậy đủ chưa, hiểu không ta? Chị hỏi cái trách nhiệm bao nhiêu là đủ, thì bây giờ mình cứ dò ra đó. Ngài nói tài sản mình chia thành bốn phần mà, đúng không? Rồi thì bây giờ mình ngồi mình nghĩ về, mình ngồi mình nghĩ cái nợ cũ mình trả về đủ chưa. Nếu chưa đủ thì trách nhiệm chưa tròn, rồi cho vay nợ mới. Những người mà mình để mình đầu tư cái nợ mới đó, cho vay đó, mình cho họ vay như nó đủ chưa, mình lo vợ con như đủ chưa. Đủ đây là sao? Về tinh thần, về vật chất, về giáo dục, về y tế, về truyền thông, về đi lại, à, mấy cái này, bốn cái này là bốn cái nhu cầu căn bản của một con người mà mình nhắm mình lo nổi chưa. Đối với con mình thì phải là gì ta? Y tế, giáo dục, không, đi lại và truyền thông, không, tin tức sách vở. Còn với bà xã mình chắc bà hết đi học rồi thì vấn đề giáo dục rồi, mà thì mình lo cho cha bà, mình phải lo cho bà về vấn đề gì, đi lại, y tế và sinh hoạt thường nhật, đúng chưa? Rồi bản thân mình thì mình dễ, mình có cái nhu cầu để sống mình cái gì cấp thiết, còn cấp thiết thôi, không, tiết kiệm nhưng không hà tiện, rộng rãi nhưng không phung phí, đó là về phía mình. Rồi bởi vì trong kinh nó có người thì rộng như mình mà hẹp với người, có người thì hẹp, có người có trường hợp là rộng với người hẹp với mình, rồi có trường hợp là rộng với mình hẹp với người, có trường hợp là đối với người với mình đều rộng, rồi có trường hợp thứ tư là đối với người với mình đều hẹp, thì mình coi mình loại hạng nào. Cái cuối cùng là chôn để dành, thì tùy mình muốn chôn bao nhiêu. Nếu mình thấy chôn nhiêu đủ thì cách cách vậy mình hết, còn nếu mà mình muốn chôn nhiều để mà mốt có xài nhiều thì biết kiếm nào cho nó hết, thì cái này tôi chỉ mở ra, tôi chỉ mở ra cho thầy thôi. Vàng còn nữa, trong tăng chi có nhiều và nhiều bài kinh, có trong Kalama của Dũng, có đọc, tôi nghe cái câu hỏi là tôi biết không có đọc Kalama, tôi chê, tôi nói lần nữa sách của tôi giới thiệu ngại lắm, riêng Kalama tôi không có ngại, là tại sao? Vì Kalama là chánh kinh có xuất xứ và có bản Pali, các vị không phải đọc của tôi. Là nhớ thì trong đó có dạy thế này, có những bài kinh và cần nhấn mạnh là một người cư sĩ là dùng chánh mạng để kiếm được vật chất nuôi thân và thực hiện những việc ngoài ra, nuôi thân và những việc ngoài ra. Những việc ngoài ra là gồm những gì? Với cha mẹ, người hữu ân, sa môn, bà la môn, tức là những người mà người tu hành, đối với vợ con bằng hữu, và cái thứ nhất là người ta là người hữu, người trên mình là gồm những cha mẹ, người hữu ân, người xuất gia, rồi bằng mình là như vợ con bằng hữu, còn kẻ dưới mình nó là như kẻ ăn người ở trong nhà, hoặc những người cơ nhỡ đói lạnh, hoặc là chim muông súc vật mình thương. Và cái cuối cùng thứ tư là có cái lòng nghĩ tưởng đến hàng khuất mặt khuất mà, trong tiếng Pali gọi là Pali cầm mát, cái Việt Nam mình kêu là cúng quải đó.
từ tiếng Pali gọi là Pali Kamma, Pali Kamma có nghĩa là ngoài cái chuyện hồi hướng, mà nếu mà tôi biết bên trong là nhiều người nghe cái này thì cũng sốc, nhưng mà đó là tôi có coi kinh điển đàng hoàng. Mình cư sĩ mình không có nên thờ ông Tà ông Táo, thổ địa thổ công mẹ sanh mẹ độ thì không có cần, nhưng mà mình ở trong một góc vườn nào đó đẹp đẹp á, góc vườn đẹp đẹp, có đất rộng đẹp đẹp, thì mình cũng làm bonsai giả sơn, và mình cũng có cái khấn nhẹ là mong cho những cái vị nào ở đây này cũng có chỗ ở an lạc nha. Mỗi lần mình ra mình nhổ cây nhổ cỏ mình cũng nhớ tôi làm hứa tôi hồi hướng nha, cây trái trong vườn này thích thì cứ ăn nha, bởi vì có những cái loài họ ăn được, có những loài 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 họ chỉ sống bằng thức hồi hướng, nên có những loài họ ăn cái thực phẩm của riêng họ, nhưng có những loài họ ăn được cái đồ của mình, họ ăn bằng cách là họ ăn cái lòng của mình đó, mình nghĩ tưởng là họ thích thì phải ăn bằng cái màu, cái mùi của nó. Có những loại đó, nhớ. Thì mọi người cư sĩ luôn luôn nhớ đến là cái tài sản của mình nó gồm cho người trên mình, bằng mình, dưới mình và những người mình không thấy. Nghe kịp không? Thì nếu mình thấy những cái chuyện đó mình làm được rồi thì coi như mình xong trách nhiệm. Còn nếu mà mình thấy mình chưa tròn thì trách nhiệm chưa xong. Thì tôi chỉ nói tới đó thôi, chứ bây giờ bà cố tôi không biết sao gọi là tròn nữa, khổ quá. Giống như vụ gì hỏi sư, bây giờ con muốn hộ trì sư sao cho tròn trách nhiệm, thì tôi nói cứ mỗi năm con đổi iPhone với iPad cho sư nha, rồi mỗi năm con đổi mắt kiến mới cho sư, gồm mắt kiến cận, kiến độ và kiến mát, mỗi năm con kiếm cho sư dài bộ đồ ấm cashmere để sư mặc len ngứa, mỗi năm sư chỉ mặc cái giới siết Paris compress socks, mỗi năm sư chỉ mang giày Ý thôi. Ví dụ vậy đó, thì con làm được gây con tròn trách nhiệm. Cho nên các em tôi đâu nói được nha. Tôi chỉ nói là hậu trì về các vị tùy sức, nếu mà thấy đủ rồi là hết trách nhiệm. Còn nếu mà chưa tròn như ý mình nghĩ đó thì chưa hết trách nhiệm. Ok, xong rồi. Dạ, chúng con tri ân sư.